Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật tuổi Canh Tuất sinh 1970, ăn ở phúc phận, trời Phật độ mệnh, đúng tháng 9 âm lịch 2024, nghèo khổ thế đủ rồi, đã đến lúc trở mình giàu sang. Người tuổi Canh Tuất sinh 1970 thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng. Tuổi Canh Tuất là người thận trọng và có lòng tự trọng mạnh mẽ. Bất kể họ làm gì, họ luôn dựa vào nỗ lực của chính họ, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Ngoài ra, họ trung thực, đơn giản và đáng tin cậy. Họ sẽ không dành nỗ lực để giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn. Nhưng những người tuổi Canh Tuất có tính khí thất thường và tâm trạng không ổn định. Họ bướng bỉnh đến mức không sẵn lòng chấp nhận ý kiến và đề xuất của người khác. Hơn nữa, họ khá bi quan và luôn nghĩ về mọi thứ theo chiều hướng xấu. Hành kim của can canh có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của chi tuất. Chi sinh cho can là mệnh cách tốt lành, vậy nên người tuổi Canh Tuất có số được hưởng may mắn hơn người. Họ có duyên gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Họ vượt qua khó khăn trên con đường đời. Cuộc sống tuổi già của những người này khá yên ấm vì họ được con cháu hiếu kính. Người tuổi Canh Tuất có ngũ hành nạp âm, bản mệnh là thoa xuyến kim, tức vàng trang sức, đại diện cho sự giàu sang và phú quý. Khí chất thanh cao, quý phái của người mệnh kim được thể hiện trong từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt, với một tâm hồn nhạy cảm và con mắt tinh tế. Khả năng cảm thụ nghệ thuật của họ sẽ không ngừng phát triển. Họ thích nghiền ngẫm về những giá trị nhân văn ẩn sâu trong mỗi tác phẩm nghệ thuật, với nội tâm đa sầu, đa cảm. Người tuổi Canh Tuất dễ trao tình cảm cho người khác, nên rất dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Họ có những quan điểm mới lạ về tình yêu, không thích bị bó buộc trong những khuôn thước truyền thống. Một khi đã xác định ở bên ai trọn đời, họ sẽ quyết giữ gìn hạnh phúc của bản thân. Những người tuổi Canh Tuất sinh 1970 có một sự nghiệp may mắn trong nửa sau của cuộc đời. Họ muốn đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp, nhưng thật khó để nhận ra vì họ thiếu sự giúp đỡ từ những người khác. Tuy nhiên, họ sẽ được giúp đỡ bởi một người nào đó ở độ tuổi 50. Từ khi vận may sự nghiệp của họ bắt đầu tăng lên, người lãnh đạo của họ sẽ dần dần giao cho họ những nhiệm vụ quan trọng, và khả năng làm việc tuyệt vời của họ cũng sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề khó khăn, may mắn cho họ thay đổi từ xấu thành tốt. Đối với nhân viên văn phòng, họ có thể nhận được mức lương tốt miễn là họ hoàn thành công việc đúng hạn. Đối với các doanh nhân, không có vấn đề gì với các sản phẩm họ sản xuất, nhưng họ không nhạy cảm lắm với những thay đổi trên thị trường. Vì vậy, họ không thể kiếm được quá nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, được hưởng lợi từ cơ sở khách hàng ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều. Có ý kiến cho rằng họ có thể đưa tiền dư cho những người hoặc tổ chức đáng tin cậy để quản lý các khoản đầu tư của họ. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh, thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng Giêng. Người tuổi này nhân hậu, sức khỏe tốt, nhưng lại thiếu nhạy bén, dễ nhục chí. Người tuổi này nên kiềm chế bản thân, suy nghĩ chín chắn hơn, tránh các cuộc tranh cãi không nên có. Do được cha mẹ luôn bao bọc từ nhỏ, nên người này không có chí tiến thủ, ỷ lại, không cố gắng gây dựng sự nghiệp, chỉ mong muốn sống ổn định những năm đầu của cuộc sống.
Cuộc sống của người tự lập không được như mong muốn, cần cố gắng hơn nữa để cải thiện số mệnh, là người có tự dựa vào bản thân để tạo nên sự nghiệp. Tuy nhiên, hơi gian nan và mất nhiều thời gian. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Họ là những người gan dạ dũng cảm, tự tin làm chủ cuộc sống. Tuy nhiên, đôi lúc tự cao, tự đại, cần tiết chế bản thân để tránh hiểu nhầm, song nhìn từ phương diện khác, đây là người hướng ngoại lạc quan, vui vẻ, mục tiêu đặt ra sẽ cố gắng hết sức để đạt được. Người tuổi này có sự nhạy bén, có trực giác và khả năng phán đoán rất tốt, là vũ khí để đi đến thành công. Được quý nhân trợ giúp, con đường sự nghiệp phía trước hanh thông, thuận lợi. Có điều cũng vì thế nên chủ quan khinh địch dẫn đến thất bại. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi này thường tinh tế khéo léo, biết cách làm chủ cuộc đời, con đường công danh thuận buồm, xuôi gió, dẫn đào hoa lại càng vượng. Hơn nữa đây là người thông minh, tài sắc dạng toàn, cuộc sống hạnh phúc an nhàn. Người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền. Bản thân tốt xong lại khá nóng tính, hay làm mất lòng người khác. Trong công việc được bạn bè giúp đỡ nên cũng dễ và thành công hơn. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Người tuổi này tuy không giàu có nhưng cuộc sống có nhiều niềm vui và may mắn. Cả đời cơm áo gạo tiền chẳng phải lo. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng to lớn, chỉ mong muốn cuộc sống ổn định, tự do tự tại, được cha mẹ hết mực yêu thương, anh em hết lòng hỗ trợ nên cuộc sống khá thoải mái. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Là tiết mang chủng, người tuổi này được đại cát tinh trợ giúp, tiền tài dồi dào, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rộng, không vì lợi ích riêng mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá ổn, trung niên sự nghiệp phát triển, tài lộc thịnh vượng. Người này đầu óc nhạy bén, hòa đồng chân thành với mọi người. Song đây là người giỏi ăn nói hoạt ngôn, biết cách tạo dựng các mối quan hệ có lợi cho mình. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Rơi vào tiết tiểu thử, người tuổi này thông minh nhanh nhẹn, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những tháng khác. Bước khởi đầu của người này khá thuận lợi, trong công việc được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đảm nhận nhiều trọng trách lớn. Tuy nhiên, đánh mất nhiều cơ hội phát triển do tự cao, tự tại hay khoe khoang. Họ là những người năng động, thích du lịch, thích sống cuộc sống xa hoa, nên chi tiêu không kiểm soát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn bè tuy nhiều nhưng không thân thiết. Con giáp này lòng tự trọng cao nên khó vay mượn, cũng chẳng tích lũy được tiền. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 7 âm lịch. Trùng với tiết lập thu có dịch mã động tinh chiếu mệnh, tiền không thiếu nhưng phải bôn ba khắp nơi. Những người tuổi này có tính tình hài hòa, không tính toán, làm gì cũng suy nghĩ trước sau, tiền vận vất vả, tập trung gây dựng sự nghiệp. Từ 50 tuổi cuộc sống an nhàn. Người này có tài trí, đương đầu trước mọi khó khăn, đi đến đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh tuổi này khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành, đa cảm, đường tình đào hoa, vô số sóng gió vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được người thích hợp, có thể kết hôn muộn người. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Trùng với tiết bạch lộ, người tuổi này tài giỏi thông minh, được nhiều người ngưỡng mộ, bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài lại có quý nhân tương trợ, nên cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc thịnh vượng, không cần phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ rộng mở, có địa vị cao và vững chắc. Tuy nhiên, tính cách của người này đa phần có phần bốc đồng, dễ kích động, thiếu suy nghĩ nên đắc tội với người khác, điều này có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ. Người này được qua cái cát tinh trợ mệnh nên cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng nhiều. Người này tính tình cương trực quyết đoán, trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có kế hoạch rõ ràng, được quý nhân phù trợ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được địa vị cao. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên dễ phạm phải sai lầm trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch không quan liêu, thích hợp làm công việc nghiên cứu hay đầu tư kinh doanh. Người này có tư tưởng cởi mở, thích khám phá, yêu ghét phân minh, nhưng lại không giỏi giao tiếp. Họ không quen che đậy cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra, nên dễ mất lòng với người khác. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 10 âm lịch là tiết lập đông. Người này tính tình thẳng thắn, có tài nhiệt huyết trong công việc, có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại không biết cách giữ tiền. Giỏi ăn nói giao tiếp tốt, là mẫu người thể hiện hành động nhiều hơn nói. Vận mệnh cuộc đời khá thuận lợi, tự lập từ hai bàn tay trắng đi lên.
người tuổi Canh Tuất sinh tháng 11 âm lịch. Trùng với tiết Đại Tuyết, người tuổi này thường hay nóng nảy nên dễ đắc tội với người khác. Họ có tài có đức, dũng cảm, biết trước biết sau, là người dị tha. Tuy nhiên, tài lộc của tuổi này không nhiều, phải tự lực cánh sinh, càng đi xa thì lập nghiệp càng dễ. Họ có nhiều tham vọng, có đầu óc, đây vừa là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm dễ ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, là tiết Tiểu Hàn. Tuổi này có vận mệnh vinh hoa, phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, cuộc sống không quá vất vả, cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ỷ lại, người này vẫn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 40 tuổi đã thịnh vượng, mỹ mãn, tài lộc dồi dào. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, vận khí của người tuổi Canh Tuất được dự báo là có nhiều điều khó lường, là hung hay cát vẫn khó nhìn rõ. Tùy thuộc vào hành động và suy nghĩ của bản mệnh mà vận trình sẽ có những sự thay đổi trong từng hoàn cảnh nhất định. Về vận trình sự nghiệp, tuy tình hình hiện tại vẫn đang tương đối ổn định, nhưng bản mệnh vẫn cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai. Vẫn có những hung tình rình rập sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào, khi mà cơ hội và thách thức cùng song hành. Vận tài lộc trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Canh Tuất tăng giảm không cố định, thị trường nhiều biến động nên không lợi cho đầu tư. Con giáp này cần quản chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài, đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung, kẻo mất tiền liền chứ khó lấy lại. Về chuyện tình cảm trong tháng 9 âm lịch này, dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn, nhưng cũng càng có xu hướng phai nhạt. Bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Sức khỏe của người tuổi Canh Tuất trong tháng 9 âm lịch này khá tốt. Nếu có vấn đề thì cũng do áp lực tinh thần quá mức. Nếu có thể thư giãn cơ thể và tinh thần thì mọi thứ sẽ có chuyển biến tích cực. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy cục diện tử vi tháng này không đem đến nhiều may mắn cho phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất. Do đó, nếu bạn đang mong ngóng một sự đột phá thì sẽ rất dễ phải thất vọng. Tháng 9 âm lịch này, Nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu vận của bạn có sự chưởng lại, công việc vẫn như cũ. Người có thể thay đổi hoàn cảnh phải là chính bạn, chứ không nên trông chờ vào ai khác. Không nên đợi chờ may mắn từ trên trời rơi xuống. Công việc trong tháng ban đầu có thể suôn sẻ, nhưng sau đó sẽ có trợ lực bất ngờ. Nguyên nhân chủ quan cũng có, mà khách quan cũng nhiều. Vì vậy, cần tiến hành mọi việc từng bước một, tránh chuốc lấy thất bại. Một số hạng mục công việc trì trệ, không có tiến triển mới. Bản mệnh cần lập kế hoạch công việc cụ thể, việc nào cần ưu tiên làm trước nhất, tránh tình trạng tất bật cả ngày mà chuyện gì cũng không xong. Thời điểm này bạn không nên dựa hay dẫm phụ thuộc vào người khác. Ai cũng có công việc của riêng mình, không ai có thể làm thay được bạn. Con giáp này vẫn cần tự thân vận động, tự làm tự lo. Với những công việc quen thuộc, bạn có thể tiếp tục làm theo phương pháp cũ, nhưng cũng nên tìm tòi cách đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu suất, cũng như rút ngắn thời gian. Không cần phải thay đổi quá lớn, chỉ cần điều chỉnh từng chút một từ chính những việc bạn đã quen tay, cũng có thể tạo ra những kết quả bất ngờ. Lưu ý rằng, tháng 9 âm lịch này có những hung tinh như Thái Tuế, âm sát rình rập, sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào, khi cơ hội và thách thức song hành. Do đó, tuổi Canh Tuất cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai, nhưng tình hình hiện tại cũng không đến mức bi đát. Thực tế là bạn vẫn đang cho thấy khả năng xoay sở khá tốt. Nếu biết tận dụng và vượt qua được hoàn cảnh, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, người tuổi Canh Tuất ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc. Khi tài lộc bị kìm kẹp,
hung tinh âm sát cảnh báo vận trình ngày càng có xu hướng giảm sút, tiềm tàng không ít biến động. Giữ tâm tĩnh, cái đầu tỉnh táo sẽ tránh được hung hiểm. Tài vận trong tháng tăng giảm không cố định, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định, cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Thị trường nhiễu loạn, nhiều thông tin thật giả lẫn lộn nên không lợi cho đầu tư, càng không nên vội vàng mở rộng kinh doanh, kiểu lợi bất cập hại, càng về cuối tháng thì áp lực và cạnh tranh càng gia tăng. Những ai làm công việc về giấy tờ, hợp đồng văn bản càng cần phải tập trung, đừng có lơ là mà phạm sai lầm phải đền bù thiệt hại, mà bị trừ lương cắt thưởng, thậm chí rơi vào dòng lao lý. Những ai chăm chỉ túc tắc buôn bán nhỏ lẻ mỗi ngày thì có thể yên tâm về mức thu nhập hiện tại, cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả, đủ lo cho cả gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần quản lý chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài, cần lập kế hoạch tài chính càng chi tiết càng tốt, tiết kiệm chặt chẽ, ưu tiên những việc quan trọng. Còn về sở thích cá nhân sau này, lúc nào dư giả rồi tính tiếp cũng chưa muộn, đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung, kẻo mất tiền chứ khó lấy lại. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tuất được dự báo không xuất hiện biến cố nào quá lớn, duy trì ở mức bình ổn. Dù không quá nhiều mâu thuẫn nhưng mối quan hệ của bản mệnh lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, ẻ nhạt. Hãy dành thời gian để hai bên chia sẻ và hiểu nhau hơn. Có thể bạn thấy không có vấn đề gì lớn, đối phương cũng im lặng, song không có nghĩa người ấy đang đồng tình hoặc hài lòng với hiện tại. Thời gian dài vẫn cứ như vậy thì cũng không phải là một tín hiệu tốt. Cả hai đều cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Nếu có vấn đề gì, hãy cùng ngồi lại thẳng thắn trao đổi. Như vậy giữa vợ chồng bạn sẽ tạo ra sự kết nối, tình cảm sẽ trở lại nồng nàn như thuở ban đầu. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Nếu vẫn còn suy nghĩ về quá khứ thì cũng đừng để điều đó ảnh hưởng đến hiện tại. Ai cũng cần bước tiếp và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mãi nhìn về phía sau chỉ khiến bạn lạc lõng một mình mà thôi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Phương diện sức khỏe của người tuổi Canh Tuất trong tháng 9 âm lịch này đang ở mức ổn định, không có biểu hiện gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan, nhất là khi vấn đề khó chịu có thể xuất hiện. Áp lực tinh thần chủ yếu do công việc và chuyện tiền bạc không như ý muốn, khiến bạn lo nghĩ rất nhiều. Nếu có thể thư giãn cơ thể và tinh thần, mọi thứ sẽ có chuyển biến tích cực. Hãy chú ý chế độ ăn uống và duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo sức khỏe tốt. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Canh Tuất sinh 1970. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, ngoài ra còn có cơ hội nhận được quà hoặc trợ giúp về tiền bạc từ người thân và bạn bè, tháo gỡ khó khăn hiện tại, từ đó càng có thêm động lực để kiếm tiền và làm giàu. Ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Ngày này trong quá trình trao đổi công việc, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin bổ ích để giải quyết những vướng mắc hiện tại, giúp công việc có được đột phá mạnh mẽ. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này công việc suôn sẻ, được đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, cũng bởi thường ngày bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nên khi bạn có khó khăn, đối phương chẳng chút ngần ngại tháo gỡ cùng bạn. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Ngày này nếu bạn có thể tiến hành mọi việc theo kế hoạch của mình, khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy chứng tỏ cho cấp trên thấy việc trao cơ hội cho bạn là quyết định đúng đắn của họ. Ngày 11 tháng 9 âm lịch, hãy buông bỏ những tiểu tiết và nhìn về mục tiêu xa hơn. Bạn có thể đạt được những thành tích lớn lao vượt ngoài mong đợi. Đừng để những thứ vụn vặt cản trở bước tiến của mình. Ngày 14 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh cố gắng thể hiện những điểm mạnh của mình, cũng như những kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy. Bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với người xung quanh. Ngày 17 tháng 9 âm lịch. Ngày này sự nghiệp có nhiều may mắn, có thể dần dần hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, từng bước xây dựng lòng tin với lãnh đạo. Bạn đang đi đúng lộ trình mà mình đã tính toán, hãy cố gắng hơn nữa để sớm ngày chạm tay tới mục tiêu.
ngày 21 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài vận tăng tiến đáng ghen tị, bản mệnh có cơ hội để làm giàu nhanh chóng. Chỉ cần bạn xây dựng kế hoạch cẩn thận từ trước thì cứ theo đó mà tiến hành, không có gì phải lo lắng. Ngày 24 tháng 9 âm lịch. Đây sẽ một ngày suôn sẻ để bản mệnh mạnh dạn đầu tư. Lộc trời ban sẽ đến với những người luôn chăm chỉ và kiên trì nỗ lực. Bạn hãy cứ tự tin vào bản thân và con đường đã chọn, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này bản mệnh tinh thần hồ hởi, nên hoàn thành công việc một cách vui vẻ. Dù có vấn đề nhỏ cũng không làm phiền đến tâm trạng của bạn, mọi việc đang diễn ra hết sức thuận lợi. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm tiếp. Theo ngày sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tuần này cục diện tương xung ảnh hưởng, khiến người tuổi Canh Tuất luôn coi mình là người tài giỏi nhất trong tập thể, vì hay hạ thấp ý kiến của người khác, nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh. Có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bản mệnh nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác. Có như vậy thì cuộc sống của bạn mới trở nên dễ thở hơn. Về chuyện tình cảm gia đình trong tuần này, thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, hạ thấp quan điểm của người ấy. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tuần này do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Canh Tuất cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Đừng lơ là trong công việc, bạn hãy luôn cẩn thận trong từng đường đi, nước bước, không hành xử theo cảm tính. Đặc biệt, con giáp này chớ nên để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối khó giải quyết hơn. Bạn hãy học cách suy nghĩ tích cực, mọi khó khăn rồi sẽ qua. Chuyện tình cảm trong tuần này, thổ dưỡng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cái bóng của cuộc tình cũ, nên luôn giữ những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm, sợ mình sẽ lại tổn thương lần nữa. Xem tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tuần này kiếp tài gây rối nên người tuổi Canh Tuất dễ gặp phải rắc rối trong công việc. Bản mệnh có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không nên quá nóng giận và cư xử mất bình tĩnh. Hãy chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình bằng thái độ thẳng thắn và sự chăm chỉ trong công việc. Những điều con giáp này đã và đang làm sẽ được thực tế chứng minh và ai đã nghi ngờ bạn sẽ phải hối hận. Chuyện tình cảm trong tuần này, quả sinh thổ, bạn có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình, đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió. Xem tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tuần này, tỷ kiên sẽ mang tới cho người tuổi Canh Tuất sự linh hoạt và quyết đoán trong công việc. Có những lúc sự cứng nhắc sẽ khiến bạn mất đi cơ hội để thể hiện tốt năng lực của mình, hay thuyết phục cấp trên về khả năng thăng tiến, nhưng bản mệnh đã khắc phục được yếu điểm này một cách ngoạn mục. May mắn trong tuần này, chính tay các thần cũng mang tới nhiều niềm vui tài lộc cho con giáp này. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, nên bù lại được hưởng nguồn thu nhập vững vàng. Gánh nặng tài chính hầu như không còn. Bạn đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi, đây là lúc mà bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Mộc khí dưỡng trong tuần này, sức khỏe của bạn có thể vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng, tập trung hết sức vào công việc. Bản mệnh ăn uống thất thường, không sinh hoạt điều độ, có thể vì thế mà mắc phải các bệnh về tiêu hóa như đau dạ dày, đau đại tràng. Tiếp theo là cẩm nang dương vận cho tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết công việc vẫn đều đều như cũ, tại vẫn tăng giảm không cố định, buôn bán kinh doanh khó khăn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn.
Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Con số may mắn 79, 91 và 36. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, dậy tuổi Canh Tuất sinh 1970, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Canh Tuất cũng thông minh, thậm chí còn có tiếng nói trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Canh Tuất và tuổi Sửu. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Sửu, tuổi Canh Tuất và ngược lại, tuổi Canh Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về tuổi Sửu. Tuổi Sửu vừa chăm chỉ vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Canh Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Canh Tuất. Thỉnh thoảng tuổi Canh Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Canh Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Dần là đôi khi tuổi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Canh Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Mão sẽ khiến tuổi Canh Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Canh Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Canh Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm tuổi Thìn rất hài lòng. Tuổi Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Canh Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tỵ. Hai tuổi này hết hợp làm ăn cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm văn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp, người tuổi Canh Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Canh Tuất là tuổi Tỵ rất thông minh. Tuổi Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi tuổi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển. Trong đó tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ. Nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Ngọ và tuổi Canh Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Canh Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi có thể hỗ trợ nhau tốt hơn với khả năng ngoại giao tốt. Tuổi Canh Tuất có thể là người đại diện cho công ty. Trong công việc, giao thiệp với khách hàng, tuổi Canh Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu. Tuổi Canh Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho tuổi Thân. Tuổi Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và tuổi Canh Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuổi Canh Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người. Do đó, tuổi Canh Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho tuổi Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi. Việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự bạo dạn của tuổi Thân.
tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu. Có thể nói, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Canh Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Canh Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển vươn xa. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, hai người tuổi Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể làm ăn chân chính. Bởi người tuổi Canh Tuất phân biệt rất rõ chuyện phải trái, họ sẽ chọn cho mình công việc liên quan đến chính trị, môi trường hoặc một số lĩnh vực khác mà họ tin là họ sẽ đảm nhiệm tốt. Họ có khả năng giao tiếp tốt tại nơi làm việc, bởi vậy nên khách hàng luôn tìm tới. Đôi khi họ dò đoán một chút nhưng có thể bị thuyết phục. Tuổi Canh Tuất và tuổi Hợi. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Canh Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tin tưởng tuổi Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Hợi và tính trung thực của tuổi Canh Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Quý khán giả thân mến, người có đặc điểm này thì càng nhiều tuổi càng giàu có, hạnh phúc càng đông đầy. Một là người chấp nhận và nhanh thích nghi với sự thay đổi mỗi lần thay đổi. Trong cuộc sống, người ta rất ngại khi phải sắp xếp lại nếp sinh hoạt, thói quen ứng xử, cách làm việc. Nhưng bạn cứ để ý xem, nếu lúc nào cũng muốn ổn định thì làm sao có sự phát triển? Phát triển chính là một sự thay đổi, và muốn phát triển giàu có thì phải chấp nhận thay đổi. Mỗi lần cuộc sống lên cao cũng chính là một lần thay đổi. Chấp nhận và thích nghi với thay đổi chính là tố chất của một người hướng tới thành công. Người nào dễ thích nghi thì ít than thở, bực mình. Nếu cuộc sống biến động, dễ thích nghi chấp nhận thì càng nhanh có niềm vui và càng nhanh giàu. Hai là luôn chăm chút cho các mối quan hệ chất lượng trong đời sống. Những người giàu có, thành công và vui vẻ thường có một số quan hệ tốt, mà để có quan hệ tốt thì phải chăm sóc chứ không tự dưng có. Do đó, người biết chăm sóc quan hệ là người càng già càng hạnh phúc. Nếu bạn muốn nhận được niềm vui từ những mối quan hệ, muốn càng già càng duy trì được nhiều mối quan hệ thân thiết, thì cũng cần phải dành thời gian, tình cảm, thậm chí cả tiền bạc để chăm sóc. Tất nhiên phải chọn những mối quan hệ chất lượng để vun vén, đừng vun vén cho những mối quan hệ hời hợt hay vô bổ. Ba là thường xuyên vận động. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe thể chất mà còn tạo ra những hormone tăng hưng phấn, tạo niềm vui tinh thần. Một người luôn vận động sẽ năng động trẻ trung hơn, điều đó tạo ra năng lượng tái tạo cuộc sống, giúp bạn càng già càng thấy mình vui vẻ yêu đời. Bốn là nuôi dưỡng lòng biết ơn. Biết ơn chính là một cách để người ta dễ đạt tới trạng thái vui vẻ, trân trọng cuộc sống. Những người biết nuôi dưỡng mọi ân tình nhận được trong đời, biết ơn từ những điều nhỏ nhất, giúp bạn sống có ý nghĩa hơn và trân trọng hơn cuộc đời này. Lòng biết ơn chính là cách giúp con người ta sống đẹp hơn, ít oán thán hơn, và từ đó nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Và đó cũng chính là bí kíp của người sống càng nhiều tuổi càng hạnh phúc, càng trẻ lâu. Năm là luôn luôn biết cho đi trước khi đòi nhận về là tố chất của những người biết làm và hạnh phúc. Mong muốn sở hữu, chiếm hữu, ki bo giữ cho mình mới khiến người ta đau khổ. Người xưa nói sởi lởi trời cho là vậy. Sáu là chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo. Người nào càng bảo thủ càng khổ, bởi họ khó mở lòng với xã hội. Mà thực tế xã hội thì mỗi người một phiên bản, một ý nghĩ, thế nên biết chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo chính là vị tha với người và với cả chính mình. Một người bảo thủ đòi hỏi hoàn hảo khó mà mãn nguyện, bởi cuộc đời làm gì có sự hoàn hảo. Chấp nhận sự khác biệt chính là cách để bạn linh hoạt trong đời sống, không áp đặt, cứng nhắc điều gì. Bảy là không lo tương lai và không hối tiếc quá khứ mà tận hưởng hiện tại. Lo tương lai và hối tiếc quá khứ là sống không thực chất, không sống thực mà luôn sống vì cái ảo. Bởi tương lai chưa tới quá khứ thì qua rồi, thế nên những người này sẽ hay đau khổ. Còn những người sống trong hiện tại, tận hưởng mọi thứ đang diễn ra, tập trung mọi thứ đang diễn ra, chính là quên quá khứ và tạo dựng tương lai đó. Làm tốt từng thứ của lúc này chính là làm tốt cho ngày mai rồi. Muốn hạnh phúc thì đừng sống vô bổ bằng cách hối tiếc quá khứ và đau đầu cho những điều không biết có tới không.
Trên đây là tử vi của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.